7 quy tắc sinh tồn ở căn hộ số 12. Đó là một ngày tháng 8 oi bức, không khí nặng trĩu hơi nóng của mùa hè. Mặt trời treo cao trên bầu trời, rọi những tia nắng dài xuống con phố khi tôi trở về nhà sau một ngày làm việc. Thành phố hôm ấy yên tĩnh đến lạ thường, như thể mọi người đã rút vào nhà để tránh nóng. Tôi mở cánh cửa căn hộ ở tầng 3 của mình, trong tòa chung cư cũ nơi tôi đã sống từ thời thơ ấu. Bên trong mát mẻ dễ chịu, nhờ những bức tường dày ngăn nhiệt bên ngoài. Tôi quăng chiếc túi lên ghế sofa và bật quạt, âm thanh nhẹ nhẹ của nó bắt đầu xua tan không khí ngột ngạt. Chưa kịp ngồi xuống thư giãn thì điện thoại reo. Trên màn hình hiện lên cái tên Jerry, người bạn từ thuở nhỏ mà tôi đã không liên lạc suốt nhiều năm. Tôi nhấc máy theo bản năng. Alo, tôi trả lời đầy bối rối. Tự hỏi điều gì khiến cậu ta gọi ngay lúc này. Chào Harry, là Jerry đây, lâu quá rồi nhỉ. Có điều gì đó lạ lùng trong giọng nói của cậu ấy, khiến tim tôi đập nhanh hơn. Chào Jerry, có chuyện gì không ổn à? Tôi cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Chuyện này không thể nói qua điện thoại được, cậu có thể gặp mình không? Chúng tôi hẹn gặp nhau ở căn hộ của tôi lúc 10 giờ 45 tối. Tối hôm đó, khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi nghe tiếng gõ cửa. Là Jerry, cậu ấy trông khác so với những gì tôi nhớ, làn da nhợt nhạt và có gì đó rất kỳ lạ trong từng cử chỉ. Tôi mở cửa và để cậu ấy vào. Chúng tôi ngồi vào bàn và tôi để Jerry bắt đầu nói. Harry, mình phải kể cho cậu nghe điều này. Một điều đã ám ảnh mình từ ngày đó, cậu bắt đầu, giọng nói run rẩy. Cậu có còn nhớ những quy tắc của căn hộ số 12 không? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi và tim tôi bắt đầu đập mạnh. Lời của Jerry khơi dậy những ký ức từ thời thơ ấu, khi lần đầu tiên tôi gặp cậu. Chúng tôi mới 14 tuổi khi điều đó xảy ra. Jerry sống ở tầng trệt, nơi căn hộ số 12 bị bịt kín nằm cuối hành lang dài, không có căn hộ nào khác gần đó. Căn hộ số 11 nằm gần lối vào hành lang hơn, còn căn hộ số 13 thì ở ngay tầng trên. Không có căn hộ nào nằm trên căn hộ số 12 bị bịt kín. Bố mẹ tôi cấm tôi đến gần căn hộ đó, tôi không bao giờ hiểu vì sao, cho đến ngày hôm đó. Tối hôm ấy, bầu trời tối nhanh hơn bình thường. Mây đen tụ lại nơi chân trời, không khí như căng thẳng hẳn lên. Từ xa, tiếng sấm vọng về, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Tôi đã hẹn qua đêm ở nhà Jerry, cách 2 tầng dưới căn hộ nhỏ của gia đình cậu ấy. Tôi rời phòng, đi xuống cầu thang. Khi tôi vừa bước xuống, tôi nhìn thấy một bóng người dưới đáy cầu thang. Tôi tiếp tục đi xuống. Đó là lúc tôi nhìn thấy người đàn ông ấy lần đầu tiên, một người đàn ông đang hút thuốc. Tôi nhanh chóng đi lướt qua ông ta. Chỉ khi qua khỏi, tôi mới kịp nhìn rõ hơn. Ông ta đứng trên cầu thang, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm, dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hoặc ít nhất là tôi cảm thấy như vậy. Sau một khoảnh khắc, ông ta di chuyển về phía tôi. Tôi bước nhanh hơn, nhưng chưa kịp nhận ra thì ông ta đã ở ngay sau lưng tôi. Tôi lo sợ ông ta sẽ làm gì, nhưng ông ta chỉ lướt qua tôi, tiến về phía cánh cửa mang số 12. Tôi dõi theo khi ông ta tiến gần căn hộ bị bịt kín. Và rồi một điều xảy ra mà tôi không bao giờ quên được. Người đàn ông với điếu thuốc dừng lại ngay trước cánh cửa. Từ từ, ông ta đưa tay về phía nắm cửa. Tôi trợn tròn mắt trong sự kinh hoàng và không thể tin nổi. Bức tường bê tông biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Người đàn ông thản nhiên bước vào bên trong và đóng cánh cửa sau lưng. Vài giây sau, Jerry nhìn thấy tôi qua lỗ mắt mèo và mở cửa mời tôi vào. Lúc đó tôi chưa kể ngay cho Jerry nghe những gì mình vừa chứng kiến. Mãi đến vài phút sau, khi chúng tôi ngồi một mình trong phòng của cậu ấy, tôi mới kể lại sự việc về người đàn ông bí ẩn. Cậu ấy không giấu được sự phấn khích và đề nghị ngày hôm sau chúng tôi quay lại đó, biết rằng bố mẹ cậu ấy sẽ không cho phép chúng tôi đi đâu vào giờ khuya như vậy. Chúng tôi hẹn nhau vào lúc 3 giờ chiều hôm sau. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng xong và tôi rời khỏi căn hộ của Jerry, trong đầu vẫn lờn vờn những suy nghĩ về người đàn ông bí ẩn với điếu thuốc và căn hộ số 12. Khi thời gian hẹn đến gần, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp. Tôi bước vào cầu thang, không khí lúc đó trở nên căng thẳng đến lạ thường. Khi tôi đến tầng dưới cùng, đã thấy Jerry đứng đợi. Cả hai cùng tiến về phía căn hộ với sự cẩn trọng. Jerry đưa tay định nắm lấy tay cầm cửa,
nhưng tất cả những gì chúng tôi thấy chỉ là bức tường bê tông, căn hộ đã bị bịt kín. Jerry buộc tội tôi bịa chuyện, sự phấn khích ban đầu của cậu ấy chuyển thành cơn giận dữ. Đột nhiên, cậu ấy dừng lại, đứng bất động và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía sau lưng tôi. Tôi quay phát lại ngay lập tức và ông ta ở đó. Người đàn ông với điếu thuốc đứng ngay sau chúng tôi, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa của căn hộ số 12. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy chớp mắt, bất thình lình, mà không rời mắt khỏi cánh cửa. Ông ta rút từ trong áo khoác ra một tờ giấy cuộn tròn và đưa về phía tôi. Tôi do dự, nhưng rồi cũng nhận lấy. Ngay sau đó, ông ta quay người và đi về phía cầu thang. Tôi đứng đờ người ra khi người đàn ông với điếu thuốc trao cho tôi tờ giấy mà không nói lời nào, rồi lặng lặng bỏ đi. Jerry thấy tôi vẫn còn bất động, nhanh chóng giật lấy tờ giấy từ tay tôi và bắt đầu đọc. Chỉ khi thấy Jerry chăm chú phân tích nội dung, tôi mới nhập cuộc cùng cậu ấy. Tờ giấy có chữ viết tay, nhưng có vẻ nó được viết một cách vội vã. Các chữ cái nghiêng ngả, không đều nhau, có chỗ còn siêu vẹo như thể người viết đang run rẩy, cố gắng theo kịp dòng suy nghĩ. Một số chữ gần như không thể đọc được, nhòe nhoẹn bởi nét bút nhanh. Nội dung của tờ giấy ghi như sau: quy tắc của căn hộ số 12, nhớ kỹ, trước khi quyết định khám phá căn hộ số 12, hãy suy nghĩ thật kỹ. Quy tắc thứ nhất, bạn chỉ có thể vào căn hộ trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Đây là cách duy nhất để tiếp cận căn hộ này. Quy tắc thứ hai, khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, bạn sẽ có 5 phút để rời khỏi căn hộ. Nếu không, bạn sẽ thấy thay vì cánh cửa, chỉ có một bức tường bê tông. Bạn sẽ bị mắc kẹt. Nếu điều này xảy ra, hãy tuân theo quy tắc thứ ba. Quy tắc thứ ba, nếu bạn bị mắc kẹt trong căn hộ số 12, cơ hội sống sót của bạn là rất mong manh. Sau một lúc, bạn sẽ nghe thấy tiếng than khóc từ phòng ngủ. Âm thanh đó sẽ ngày càng lớn theo thời gian. Hãy trốn ngay lập tức và cầu nguyện rằng nó không tìm thấy bạn. Bạn sẽ chỉ có thể rời khỏi căn hộ khi đến 11 giờ đêm hôm sau. Quy tắc thứ tư, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng, bạn có thể di chuyển tự do trong căn hộ. Tuy nhiên, nhớ rằng nếu bạn vào bất kỳ căn phòng nào ngoài phòng có lối ra, hãy luôn đóng cửa sau khi rời khỏi phòng đó. Đừng quay lại phòng đó nữa. Nếu bạn không tuân thủ quy tắc này, bạn sẽ sớm nghe thấy tiếng khóc thút thít và cánh cửa ra sẽ từ từ đóng lại. Hãy chạy nhanh đến lối thoát vẫn còn hy vọng. Quy tắc thứ 5, năm 1967, một phụ nữ tên Isabella có mái tóc đen dài đã bị giết hại dã man trong phòng ngủ của căn hộ này. Cô ấy bị lột da và cắt thành nhiều mảnh. Sau sự việc đó, không ai dám sống trong căn hộ và chính quyền quyết định bịt kín nó lại. Tuy nhiên, vì lý do không rõ, căn hộ vẫn có thể được tiếp cận trong khoảng thời gian đã nêu. Vì vậy, hãy nhớ, nếu bạn nghe thấy tiếng khóc thút thít, đó chính là Isabella, đừng nhìn cô ấy, đừng quay lại cô ấy, ghét bị nhìn, ghét bị phán xét. Quy tắc thứ 6, đừng la hét, điều đó chỉ khiến cái chết của bạn đến nhanh hơn và đau đớn hơn. Quy tắc thứ 7, đừng bao giờ bật bất kỳ vật phát sáng nào từ 11 giờ 59 phút đêm đến 3 giờ sáng. Cô ấy bị thu hút bởi ánh sáng. Sau khi đọc xong các quy tắc, Jerry không thể che giấu sự phấn khích. Mắt cậu ấy sáng rực lên và một nụ cười lộ rõ sự bùng nổ adrenaline. Chúng ta phải đi vào đó, cậu ta quả quyết nói. Chúng tôi thống nhất sẽ đến căn hộ vào lúc 11 giờ đêm. Chúng tôi nói với ba mẹ rằng mình sẽ qua nhà bạn Ben ở tầng 2 để học bài chuẩn bị cho kỳ thi toán quan trọng. Họ không nghi ngờ gì vì đây không phải lần đầu chúng tôi ngủ lại nhà Ben. Khi đêm đến, đồng hồ chỉ 10 giờ 55 phút, tim đập thình thịch, chúng tôi cố gắng lẻn ra khỏi căn hộ của Ben. Nhưng không may, tiếng bước chân đã đánh thức cậu ấy. Vừa tỉnh dậy, mơ màng và ngơ ngác, Ben hỏi chúng tôi đang đi đâu. Chúng tôi kể cho cậu ấy về căn hộ số 12 và những quy tắc trên tờ giấy. Ben cau mày khi đọc danh sách quy tắc được viết vội vã, rồi bật cười lớn, không thể tin vào câu chuyện của chúng tôi. Nhưng Jerry không bỏ cuộc, cậu ấy nài nỉ Ben cùng đi để tự mình chứng kiến. Tớ không tin các cậu, nhưng đi kiểm tra cũng chẳng mất gì, Ben cuối cùng cũng nói, nhưng rõ ràng là đã bị thu hút. Tớ sẽ đi cùng các cậu, Jerry gật đầu đồng ý. Bóng tối bao trùm xung quanh chúng tôi, và sự phấn khích lẫn căng thẳng tăng lên từng bước khi chúng tôi tiến gần đến căn hộ số 12.
Khi đứng trước cửa căn hộ, chúng tôi nhìn quanh, chắc chắn rằng hành lang không có ai. Rồi Jerry với tay về phía tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra với tiếng cọt kẹt nhẹ. Chúng tôi nín thở, sẵn sàng nhìn thấy điều mà mình nhớ rõ, một bức tường bê tông dường như chặn lại hành trình của chúng tôi. Nhưng khi cửa mở hoàn toàn, chúng tôi chết sững. Thay vì bức tường bê tông lạnh lẽo mà cả hai đều nhớ rõ, trước mắt chúng tôi là một căn phòng bình thường. Căn phòng tối om nhưng vẫn có thể bước vào như thể chưa từng có trở ngại nào ở đó. Điều này không thể nào, Ben thì thầm, sự tự tin của cậu ấy tan biến theo từng lời nói. Tôi bước tới gần hơn, vẫn không tin vào mắt mình. Jerry đứng cạnh tôi, cũng hoang mang chẳng kém, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Cuối cùng, chúng tôi trấn tĩnh lại và bước vào căn hộ, đóng cửa lại sau lưng. Cả ba cùng bật đèn pin sau khi bước vào căn phòng. Điều đầu tiên chúng tôi nhận ra khi bật đèn lên là sự tàn phá. Các bức tường bị phủ đầy nấm mốc, những vệt đen lan khắp các bề mặt mục nát. Ở một vài nơi, lớp vữa đã bong chóc hoàn toàn, để lộ những viên gạch thô bên dưới, và một số chỗ đã bị nước ăn mòn đến hư hỏng. Thoáng chốc, tôi ngửi thấy mùi hôi hám khó chịu của gỗ mục và nấm mốc, làm tôi cảm thấy buồn nôn. Các cửa sổ, hầu như không thấy được qua bóng tối mờ ảo, đã bị bịt kín hoàn toàn từ bên ngoài. Những tấm rèm, có lẽ từng trang trí đẹp đẽ, giờ chỉ còn là những mảnh vải rách nát bẩn thỉu, thối rữa và mong manh đến mức có thể tan thành bụi chỉ với một cái chạm nhẹ. Đồ đạc trong phòng bị vứt bừa bộn khắp nơi, những chiếc ghế bành và sofa cũ kỹ phủ đầy bụi bẩn, lớp bọc bị ẩm mục. Rác rưởi và những mảnh kính vỡ, có lẽ từng thuộc về cửa sổ hoặc gương, vương vãi khắp sàn. Những vệt ẩm mốc xấu xí treo lủng lẳng trên trần nhà. Ở một góc, tôi thấy một cái đèn chùm cũ bị vỡ nát, treo lủi thủi trên một sợi dây xích rỉ sét kêu cót két. Mỗi hơi thở đều khó nhọc, không khí trong căn hộ nặng nề, đầy bụi và ẩm ướt. Nhưng giữa tất cả sự tàn lụi này, có một điều khiến tôi thấy rùng rợn nhất, cảm giác rằng, mặc dù nhìn như bị bỏ hoang hàng chục năm, căn hộ vẫn có thứ gì đó bên trong khiến tôi cảm thấy như đang bị theo dõi. Chúng tôi rụt rè khám phá những gì từng là không gian sống cho đến khi, cuối cùng, khi đến gần cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, không khí trở nên căng thẳng đến mức gần như không chịu nổi. Jerry nhìn tôi, khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Tôi có cảm giác rằng thứ gì đó khủng khiếp đang chờ đợi chúng tôi sau cánh cửa kia, một thứ mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Mùi thối rữa của thịt chết lấp đầy không khí, làm tôi cảm thấy buồn nôn và càng làm tăng thêm sự bất an. Cánh cửa kéo kẹt mở ra và chúng tôi đứng ở ngưỡng cửa. Cảnh tượng trước mắt vượt xa cả những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Phòng ngủ trông như một cảnh trong bộ phim kinh dị ghê rợn. Các bức tường bị bao phủ bởi những hình vẽ kỳ quái, hỗn loạn, được vẽ bằng máu và thứ gì đó giống như các mảnh thịt khô. Giữa phòng là một chiếc giường cũ, mục nát, với chiếc nệm bị rách toạc, thấm đẫm máu đã khô theo thời gian, tạo thành những vết loang lổ, dính nhớp. Trên giường là thứ mà ban đầu chúng tôi tưởng là những mảnh vải rách nát cũ kỹ. Chỉ sau một lúc, chúng tôi mới nhận ra đó là một cái xác đang trong tình trạng phân hủy, chỉ còn lại những mảng da thịt lỏng lẻo. Nó đầy những vết sẹo, và ở một vài chỗ, tứ chi đã bị cắt rời. Đôi mắt trống rỗng và vô hồn của nó như đang nhìn thẳng vào chúng tôi. Lúc đó, tôi nhận ra mình đang nhìn ai. Đó là Isabella. Tôi lao ra khỏi phòng nhanh nhất có thể. Cảnh tượng cái xác phân hủy khiến tim tôi đập loạn xạ. Dạ dày cuộn lên dữ dội. Một cơn rùng mình không kiểm soát được lan khắp cơ thể. Jerry phản ứng ngay sau đó. Cậu ấy quay phát lại, suýt nữa thì ngã, rồi lao ra khỏi phòng ngủ. Hơi thở của cậu ta dồn dập, đôi mắt mở to tràn ngập sợ hãi. Trước khi chúng tôi kịp tới cửa chính, tôi cảm thấy không thể kìm được cơn buồn nôn nữa. Tôi dừng lại, cúi gập người xuống và nôn thốc ra sàn nhà. Cả người tôi run rẩy. Rồi tôi nhận ra một điều không giải thích nổi: cánh cửa căn hộ đã mở toang. Vài giây sau, Ben cũng chạy ra từ phòng ngủ, miệng hỏi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Tôi không chú ý, vì lúc đó tôi nhận ra một điều khiến máu trong người như đông lại. Ben chưa hề đóng cửa phòng ngủ. Rồi tôi nghe thấy nó, một tiếng rên rỉ yếu ớt, gần như không nghe được, vọng ra từ bên trong phòng. Âm thanh như một tiếng thở dài chậm rãi và đầy đau khổ. Jerry và Ben cùng ngẩng đầu,
nhìn về phía cửa phòng ngủ đang mở. Tôi muốn làm điều tương tự, nhưng rồi tôi nhớ đến quy tắc thứ 5. Ngay lúc đó, hai người bạn của tôi đều hướng ánh mắt về phía chiếc giường. Tiếng rên rỉ ngày càng to hơn, biến thành tiếng gào thét tuyệt vọng, và bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy. Tôi không chần chừ thêm giây nào nữa. Tôi phớt lờ tất cả, không quan tâm Jerry và Ben đang làm gì, thậm chí không quan tâm liệu họ có đang chạy theo mình hay không. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: chạy. Tôi bật dậy, nhảy qua những món đồ nội thất vỡ vụn và đống rác bừa bộn. Tôi lao đi trong bóng tối, gần như không nhìn rõ thứ gì phía trước. Tim đập thình thịch như búa gõ, đầu óc quay cuồng với adrenaline. Mỗi bước chạy, mỗi lần vấp ngã trong căn hộ mục nát, hoang tàn này chỉ càng thôi thúc tôi chạy nhanh hơn. Bất chợt, tôi nhìn thấy cánh cửa dẫn ra hành lang từ từ khép lại. Tim tôi như ngừng đập. Tôi biết nếu cánh cửa đó đóng sập lại, chúng tôi sẽ bị mắc kẹt trong căn hộ bị nguyền rủa này, và hy vọng thoát ra có thể sẽ biến mất mãi mãi. Jerry chạy ngay bên cạnh tôi, hơi thở nặng nhọc, cơ thể đầy hoảng loạn. Nhịp tim tôi hòa theo những bước chân đầy hoảng sợ, ngay khi cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng vang lớn. Tôi và Jerry đã kịp thoát ra ngoài hành lang. Chúng tôi ngã lăn ra đất, thở hổn hển, cố gắng lấy lại hơi thở. Pha trộn giữa nỗi kinh hoàng và sự nhẹ nhõm, tôi nhìn sang Jerry, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, đôi mắt vẫn đầy nỗi sợ. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra rằng Ben vẫn còn ở trong căn hộ. Tôi sụp xuống, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân không còn tuân theo nữa. Tôi ngã quỵ xuống sàn hành lang lạnh lẽo, bẩn thỉu và ngất đi. Tôi thề rằng, ngay khoảnh khắc tôi ngã xuống, tôi đã nhìn thấy hắn. Một người đàn ông cầm điếu thuốc đứng ở cuối hành lang, cười nhếch mép với tôi, đầy chế giễu. Sau những sự kiện đó, chúng tôi quyết định giữ im lặng. Quyết định ấy thật khó khăn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó là lựa chọn duy nhất. Sự mất tích của Ben được báo cáo, nhưng không ai tìm thấy cậu ấy. Cậu ta biến mất không dấu vết, nhưng tôi vẫn nhớ nụ cười chế giễu của người đàn ông với điếu thuốc, và tiếng rên rỉ khủng khiếp đó, tiếng rên ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng cho đến tận bây giờ. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn không thể quên những gì đã xảy ra với Ben, và nỗi day dứt rằng cậu ấy chưa bao giờ được tìm thấy vẫn đè nặng trong lòng tôi. Sau khi Jerry và tôi tốt nghiệp, chúng tôi mỗi người một ngả, và tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa. Cho đến buổi tối hôm đó, cậu có nhớ cái đêm kinh hoàng đó không? Đêm đó đã thay đổi cuộc đời của chúng ta mãi mãi. Nhất là với tớ, khi tớ nhìn vào phòng ngủ đêm ấy, và tớ đã thấy. Cậu thấy gì? Tôi lo lắng hỏi. Tớ thấy Isabella, cái xác của cô ấy từ từ đứng dậy trên đôi chân đã thối rữa, và cô ta cất lên tiếng rên ấy. Tớ thấy cô ta túm lấy mắt cá chân của Ben và từ từ kéo cậu ấy vào trong phòng. Tớ nghe thấy tiếng la hét của cậu ấy, rồi cả tiếng xương gãy răng rắc. Tớ biết ác mộng của cậu có thể đã kết thúc vào ngày hôm đó. Nhưng ác mộng của tớ mới chỉ bắt đầu. Từ đó, mỗi đêm tớ đều nghe thấy cô ta, nghe thấy tiếng thì thầm của cô ta, kèm theo mùi thịt thối rữa. Có lẽ tôi là người duy nhất không nghĩ rằng Jerry bị điên. Tôi đã ở đó với cậu ấy, tôi đã thấy tất cả những điều đó và nghe thấy tiếng rên kinh khủng đó. Chỉ còn 5 phút nữa là đến 11 giờ đêm, tớ sẽ đến căn hộ đó. Tớ không thể chịu nổi nữa, tớ phải chấm dứt chuyện này. Lúc ấy, tôi nhận ra rằng đây rất có thể là lần cuối cùng tôi gặp Jerry. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy từ từ đứng dậy khỏi bàn và rời khỏi căn hộ.